Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài truyền hình Bạc Liêu. Thưa quý vị và các bạn, đoàn cán bộ huyện Phước Long do ông Đặng Tiến Úc, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy làm trưởng đoàn, vừa đến tham quan trao đổi kinh nghiệm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu Lâm Sang, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Đây là xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Cẩm Mỹ. Lãnh đạo xã Lâm Sang đã chia sẻ với đoàn cán bộ quyền Phước Long về những kết quả nổi bật trong phong trào xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, bên cạnh việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, thì xã chú trọng đẩy mạnh phát triển sản xuất, thay đổi giống cây trồng vật nuôi cho phù hợp với thổ nhưỡng của vùng đất. Trong đó, giới thế mạnh là có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm là hồ tiêu. Nhờ có lợi thế thu nhập từ cây tiêu nên đời sống của nhân dân được nâng lên đáng kể. Mức thu nhập bình quân đầu người của xã hiện nay đạt trên 62 triệu đồng một người một năm. Điểm nổi bật trong công tác xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu của xã Lâm Sang là thực hiện tốt công tác tuyên truyền dẫn động nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, thu gom rác thải đúng quy định, kịp thời xử lý những hành vi vi phạm, đồng thời đẩy mạnh dẫn động nhân dân trồng mới cây cảnh qua kiện trước nhà và khu công cộng nhằm tạo thêm diện mẫu mới cho xã nông thôn mới kiểu mẫu sáng xanh sạch đẹp về thực hiện xây dựng quyền nông thôn mới của quyền Cẩm Mỹ, qua hơn 6 năm thực hiện, quyền được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai công nhận 13 trên 13 xã được công nhận xã nông thôn mới và một xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Quyền được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Trao đổi kinh nghiệm cùng nhau, lãnh đạo quyền Cẩm Mỹ cho biết, để xây dựng nông thôn mới thành công thì phải đẩy mạnh tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện để mọi người dân hiểu rõ vai trò của mình và cộng đồng là chủ đề xây dựng nông thôn mới lấy nội lực làm căn bản tự giác tham gia sáng tạo trong tổ chức thực hiện Tỉnh Đồng Nai cũng có chủ trương ban hành Bộ Tiêu chí Nông thôn mới nâng cao và kịp thời bổ sung điều chỉnh để đáp ứng với thực tiễn đặt ra về yêu cầu phát triển nông thôn, đồng thời cũng làm căn cứ cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới, làm cơ sở tiếp tục thực hiện nhằm giữ vững, duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt. Hòa trong không khí vui tươi chào mừng Tết cho những năm thơ may của đồng bào dân tộc Khmer, Hôm qua, đoàn cán bộ huyện Đông Hải do ông Nguyễn Văn Sáng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc Tết, tặng quà cho 24 gia đình chính sách và người uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai xã Điền Hải và Long Điền Tây. Tại các nơi đến, ông Nguyễn Văn Sáng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân quyện đã ân cần thăm hỏi đời sống của các gia đình chính sách và người uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer. Chúc bà con đồng bào dân tộc Khmer đón một năm mới, Tết cổ truyền cho anh trên năm thơ mây, thật nhiều niềm vui, hạnh phúc đồng thời mong muốn bà con tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, tích cực lao động sản xuất, dương lên phát triển kinh tế gia đình, giáo dục con em, chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của đảng và nhà nước. Nhân dịp này, thay mặt quyền quỹ, hội đồng nhân dân, quỹ ban nhân dân, quỹ ban mặt trận quốc Việt Nam huyện, ông Nguyễn Văn Sáng đã trao tặng cho mỗi gia đình một số quà trị giá 400.000 đồng tiền mặt. Được biết, nhân dịp Tết Chôn Chư năm Thơ Mây năm nay, huyện Đông Hải sẽ thành lập hai đoàn cán bộ đến thăm chúc mừng, tặng quà cho 44 gia đình chính sách và người uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Năm 2018, huyện Đông Hải được Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh giao chỉ tiêu vận động hiến 990 đơn vị máu. Để sớm đạt được chỉ tiêu trên, sáng ngày 9 tháng 4, tại khu thiết chế văn quá xã Đình Thành, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Đông Hải phối hợp với bệnh viện huyết học và truyền máu thành phố Cần Thơ, tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 4 năm 2018. Trong đợt hiến máu lần này, Ban chỉ đạo dẫn động hiến máu tình nguyện quyện đã dẫn động 150 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên hội viên và nhân dân thuộc các xã phía Tây của huyện Đông Hải tham gia. Qua khám sàng lọc, Bệnh viện huyết học và truyền máu thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận được hơn 80 đơn vị máu, nâng tổng số từ đầu năm đến nay là hơn 440 đơn vị máu tình nguyện, đạt gần 45% chỉ tiêu trên giao. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện quyện Đông Hải sẽ tiếp tục tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện và các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực tham gia hiến máu tình nguyện nhằm mục đích chia sẻ những giọt máu quý giá để cứu những người cần được truyền máu tại các bệnh viện. Trong những ngày qua, nông dân một số xã dùng ngọt quá trên địa bàn thị xã Gia Rai như Phong Tân, Phong Thành Đông, Phường Láng Tròn và một phần Phường 1 đã bắt đầu thu hoạch trà lúa đông xuân. Trà lúa đông xuân 2017-2018 thì sẽ Giá Rai xuống giống được trên 7.200 ha. Đa số nông dân chọn các giống lúa cứng cây kháng sâu bệnh tốt và cho năng suất cao như nàng qua chính đài thơm 8 OM5451. Trong đó, giống lúa chất lượng cao đài thơm 8 được nông dân ưa chuộng nhất chiếm 80% diện tích lúa canh tác. Giá lúa hiện nay ở mức tương đối cao, dao động từ 5.700 đến 6.000 đồng một ký, nên nông dân rất phấn khởi năng suất một số diện tích đã thu hoạch đạt từ 6 tấn rưỡi đến 7 tấn mỗi ta. Sau khi thu hoạch xong vụ lúa tài nguyên, nhiều hộ dân ở xã Châu Hương A, quận Vĩnh Lợi đã tận dụng nguồn thức ăn sẵn có trên đồng ruộng để chăn nuôi gà theo hình thức thả lan trên đồng. Ưu điểm của mô hình này là tiết kiệm nguồn thức ăn, tăng thêm lợi nhuận, giảm rủi ro trong chăn nuôi. Thấy sau khi thu hoạch xong lúa tài nguyên, thời gian lấp lại vụ lúa mới còn khá dài và lúa tài nguyên còn sót lại trên ruộng là khá nhiều, nên bà Dương Thị Chương ấp trà băng 2 xây dựng chuồng trại tạm bỡ dưới ruộng để thả nuôi hơn 300 con gà nội địa phương. Hiện tại, trung bình mỗi con gà có trọng lượng khoảng 1 kg. Không phải chỉ năm nay, mà đã nhiều năm rồi, gia đình bà mạnh dạn đầu tư con giống chăn nuôi gà theo hình thức thả lan trên đồng để tận dụng nguồn thức ăn sẵn có cho gà ăn. Mỗi năm, gia đình bà có lãi khá từ mô hình chăn nuôi này gà bây giờ là hai tháng rồi hết tháng sau nữa là xiết chuột đó, là tận dụng mùa khô là ăn lúa vụn không đó tại vì lúa đồng không à ăn lúa đồng không à tận dụng là chi phí là lợi nhiều hơn Toàn xã Châu Hưng A hiện có trên 100 hộ dân nuôi gà theo hình thức thả lan trên đồng, tập trung nhiều ở ấp Trà Ban 2. Trung bình mỗi hộ nuôi từ dạy chục con đến 500 con, chủ yếu là giống gà nòi địa phương. Bởi giống gà này có sức đề kháng tốt, ít dịch bệnh, từ tìm kiếm thức ăn giỏi. Để thực hiện nuôi gà theo hình thức thả lan trên đồng, người chăn nuôi đã có sự tính toán kỹ lưỡng thời vụ thả nuôi phù hợp với khoảng thời gian lắp lại vụ lúa mới. Họ đã có sự chuẩn bị trước con giống để đến khi thu hoạch xong vụ lúa tàn nguyên thì tiến hành thả lan trên đồng ruộng nhằm tận dụng nguồn thức ăn sẵn có như hạt lúa sau khi nông dân thu hoạch còn sót lại hoặc các loại côn trùng trên đất làm thức ăn cho gà, tiết kiệm chi phí, tăng thêm lợi nhuận trong chăn nuôi. Mặt khác, còn hạn chế lúa cỏ trên đồng ruộng ở vụ lúa sau. Mặc dù nuôi theo hình thức này đàn gà chậm lớn, thời gian xuất bán kéo dài, nhưng thịt gà săn chắc được thị trường ưa chuộng nên thường bán với giá cao hơn so với nuôi theo hình thức công nghiệp. Mặt khác, do có khoảng không gian rộng rãi, gà thường xuyên vận động tìm kiếm thức ăn nên đã hạn chế dịch bệnh trên đàn gà, giảm thiểu rủi ro trong chăn nuôi thì cái mô hình mà gà thả đồng này thì do nuôi trong môi trường tự nhiên nó sạch nên cũng hạn chế cái tình hình dịch bệnh thì qua đó thì bà con cũng không nên chủ quan nên có cái biện pháp tiêm phòng đúng theo như cái quy định của cái ngành thú y qua thực tiễn nuôi gà thả lan trên đồng mà người dân xã Châu Hưng A đang thực hiện cho thấy, đây là hình thức nuôi phù hợp với điều kiện chăn nuôi tại địa phương khuyến khích người dân ở những nơi có điều kiện thích hợp nên tìm hiểu áp dụng, vừa giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi ở nông thôn, vừa tăng thêm nguồn thu nhập cho người dân. Công an thị trấn Phước Long, huyện Phước Long vừa triệt phá một vụ đá gà ăn tiền xảy ra tại địa bàn ấp Long Hậu. Các đối tượng tham gia đá gà gồm Võ Văn Thuận sinh năm 1991, Nguyễn Quốc Nhã sinh năm 1976, Trần Trung Hiếu sinh năm 1984, cùng ngụ ấp Nội Ô thị trấn Phước Long, Dư Lâm Tấn Phát sinh năm 1990, Nguyễn Minh Luân sinh năm 2000, cùng ngụ ấp hành chính thị trấn Phước Long; Trương Hoàng Hiểu sinh năm 1980, ngụ ấp Phước Thuận A, thị trấn Phước Long và Nguyễn Giang Toàn sinh năm 1985, ngụ ấp Ninh Phước, xã Ninh Quà, huyện Hồng dân. Tại hiện trường, lực lượng công an thị trấn Phước Long đã thu giữ các tang vật gồm hai vỏ sách đệm, hai con gà, một cân đồng hồ, 11 chiếc xe gắn máy các loại, năm điện thoại di động và 20 triệu đồng. Hiện tại, Công an Thị trấn Phước Long đang tiếp tục điều tra làm rõ sự vụ để xử lý các đối tượng vi phạm đúng theo quy định của pháp luật. Theo báo Thanh niên đưa tin, khoảng 11 giờ ngày hôm qua 9 tháng 4, tại một bãi đất trống nằm ngay trong khu dân cư phường 5 thành phố Bạc Liêu đã xảy ra vụ cháy lớn làm cho nhiều người dân quảng hốt. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, người dân bất ngờ phát hiện một đám cháy lớn cùng khói đen cuồn cuộn nên truy hô cùng nhau dùng thao thùng mang nước chữa cháy Tuy nhiên do thời điểm xảy ra cháy trời nắng nóng gây gắt, gió thổi mạnh, khu vực cháy có nhiều cỏ khô nên đám cháy lan nhanh, người dân phải cấp báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy. Nhận được tin báo cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Bạc Liêu đã điều động hai xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Khoảng 20 phút sau, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Bản tin thời sự hôm nay của Đài truyền hình Bạc Liêu xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở bản tin sau